Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Đây là trận thi đấu thứ hai trong trận đấu này rồi. Ta vẫn đang là người phải cố gắng để gỡ lại từng C1. Đây là mỏ quả 1 2 3 5 6 7 cây ơi. 6, quả này 7. Đây quả 7 đây. Đây quả 7 đây con gì? Ơ kìa. Sao đấy? 7 gì đấy? Bài quả phụ luôn đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Đây là một máy nguyên thủ Gandhi. Bởi chứ mà đi trò đầu tiên Greg. Bên kia có một con Maxi. Có cái Egypt đội bạn phải đến cung rồi nên là cũng sẽ không phù vèo gì. Thì quan trọng là Maxi đội bạn nó có y thôi. Mà nó không có bánh xe. Dễ mất tham. Bảy hiệu đầu chưa được Gandhi đưa về. Với bảy hiệu đang có được 6-7 con gì đó. Sẻ thì có quả đầu và quả phụ luôn rồi. Hai một quả nhìn rất nhiều cây quả để có thể khai thác và ép đời trong trận đấu này. Nâng tỷ số lên 2-0-3 được không anh em? Tránh Hiếu Ngọc nhá, chào anh em. Đáng cố gắng luôn với nhiều về tới từ cái thủ Gandhi. Chim sẻ thì đang có những đi dò với bài Egypt này. Dừng quanh nhà là những ánh rừng không, gỗ đầu không hề xa. Chúng ta cần bảy hiệu đầu. Thêm một cánh rừng dừa nữa tới từ cái thủ chim sẻ nắng rồi. Vâng, hai voi, ngon. Bài thiếu đúng bảy hiệu nữa thôi đấy. Ba voi, bốn voi. Khỏeo nhá. Vẫn cần hiệu chứ anh. Thêm một vài con tô điểm cho sắc xuân. Ấy. Lần này là hào à. Vâng, câu hai voi về. Vâng. Ken cây gỗ à. Ôi trời ơi, đưa ý ra quần. Lắm bài quá các cụ ơi. Vâng. Mấy anh em vitamin Hải Phòng sao lại nghĩ ra lắm trò thế này nữa. Cày ghê. Và đây con voi tiếp theo dành cho cái thủ chim sẻ con voi thứ hai. Câu mất rồi. À, câu mất voi sẻ rồi. Trong khi đó thì Gandhi cũng đang bị 98 mò sang. Đây là 98 đây. Đấy, con voi được đưa về đến từ Gandhi. Sẻ đang tìm cho con voi mà ông Hào câu đâu rồi. Nào đi đường nào. Vâng, đi đường nào đấy anh Hào ơi. Không, chưa qua đâu. Cháu đi vòng nữa chứ. Anh Hào ơi, voi đâu rồi anh Hào ơi. Hào ơi. Có voi về đường nào đấy. Vẫn đang giấu ở đâu rồi. Đây 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 đây. Ở đây thấy con nữa. À, lắm trò quá các cú ơi. Anh em vitamin thật là tuyệt vời. Nghĩ ra mấy cây trò này. Mày mua đi, mày mua đi. Mày mua đi. Chưa nhá. Là sao chưa nhá. Siêu. Mua. Là sao chưa nghe chưa. Láo thật anh em ạ. Lọ ma lọ vọ này nữa. Cày ghê. Vâng, sang kén e để mất móng gỗ đang chặt của nông dân xong thì câu voi. Vậy heo cho chết luôn. À, được. Vậy cho phát nữa. Này, nhầm đấy. Vâng, nào có đóng S không anh? À, đóng S thật đây, BB à? Vâng, đóng BB giữa nhà chính chim sẻ nắng tới từ anh Hào. Vâng, từ... Không đen rồi. Ok, được anh. Anh thì ghê rồi. Ai chịu được anh nữa. Cái đi thì... Xong quýt rồi. Thế này chắc chắn là xong quýt rồi. Nhưng mà anh Hào rồi. Thấy voi lại phi. Mệt mỏi với đội này quá anh em ạ. Vâng, lên sớm thế. Chốt BB. Đây BL đến từ chim sẻ. Đây là BM. Cày thế.
chưa biết đời. Vâng, chưa biết đời, cái gì đang hỏi trong tin chưa có. Donna E. Palamas, E. E. Botanic, Oklahoma, Holmes, Yuri. Vâng, 26/28. Như vậy là xong rồi, chưa thành hào hào lại kéo dân về, thấy xẻ đóng lờ lại kéo dân về rồi. Rồi, đen ghe, đóng ghép rồi đấy. Ở đây biết. Đấy rồi, đi tìm đội bạn thôi. Trong đó đây là máy của game thủ Gandhi. Gandhi 23. Ít dân đấy. Cái gì này? Ơi trời ơi, anh Hào ơi. Mày lắm trò nhờ, kinh thật là múa xẻo thế chứ nè. Trời ơi. Gì đây? Vâng, thực sự là những cái bài của anh em Vitamin đáng để chúng ta phải học hỏi đấy các bạn ạ. Cày thế nhờ. Uầy. Có đây là giò đấy bạn, lỡ bên xe. Có gì, giò có công, có giáp. Ông đã lên đời tới từ game thủ Mạnh Hào rồi. Rất sớm, đấy, quẩy cho quẩy rồi. Xiên. Vâng, có lạc đa đi chém được bạn chưa? Chém được đấy. Làm sao? Vâng, 28/40 là thắp lại tải dành cho game thủ chim sẻ nắng. Gần đi là xin trăm vàng. Đấy, bơm gần đi trăm vàng, gần đi cũng biết làm gì được 98 không. Ở đây Kyle đang bổ 98 rồi, 98 đánh cùng 3. Vâng, Hào tạt luôn. Bắt được con giò Mạnh Hào rồi. Con chém cũng giáp rồi anh ơi. Đang máy ruộng nữa, 98 đang máy ruộng tròn đây. Đi thôi. Lục. Rồi, chơi. 3 cung ngừa đưa 98. Đi cùng các bạn luôn. Thêm một chém nữa. Đây là máy của chim sẻ. Vâng, Hào đã bắt đầu có y rồi. Rồi. Hào này mai khỏe thế mà vẫn còn lọ mọ sang đây được. Cay nhỉ. Vâng, tham lai là 32 dành cho game thủ chim sẻ đang lấy tham của Mạnh Hào. Nhưng mà Mạnh Hào đã bắt đầu có y rồi, sẽ có thắng cả y ra để thủ lại trong tình huống này. Vâng, bắt chém của Mạnh Hào và có y thủ trước những y của Mai C. Lấy hết tham rồi bạn ơi. Thêm bà chim ruộng. Và Mạnh Hào đã fit, bây giờ là thế 2-1 rồi, nhưng vấn đề là Gandhi còn tham không, Gandhi tham 22. Bắt cung đờ của 98 thôi. Rồi, đi được khá nhiều cung bên phía đối phương dành cho game thủ Gandhi. Đây, cung đờ của 98, cung đờ ấy dịp, nhưng mà thế này là thế 1-98, không thể nào mà dẫy cả đôi nhà được. Nhưng mà Hào còn tới 5 con đi ở đây à? 4-5 con đi ở đây anh em ạ. 5 con đi. ABE đưa chim sẻ. Vâng, và 5 con đi vừa làm cái áp lực rất lớn tới từ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Phải chạy đoạn này đi rồi. Rất khó chịu như thế nào. Sẻ thăng lai là 34. Sẽ bị chùi hết ruộng. Đang cố gắng để hiện tụ thêm đi. Thăng lai là 35 dành cho game thủ chim sẻ nắng. 6 con đi từ Mạnh Hào đây, như vậy là 5 con rồi. Nè, Mạnh Hào ở đây. Đó ra có bánh xe mà ta sẽ cố gắng lùi dân. Bên này thì Gandhi tham lai là số là 25 và vừa chém đông tân dân nữa 98. Hào phít rồi, không có gì anh ơi. Đây là máy vụ chim sẻ với tham lai là 34. Đang cố gắng đều thể nở lại và bắt y ở Mạnh Hào. Chúng ta phải triệt để những con y này.
bỏ gỗ ở nhà đang chưa biết 500 gỗ rồi. Tìm chỗ nào khoanh khoanh ruộng vội ra không? Ở nhà chính đây chẳng hạn. Còn cái BB cũng hảo đây nữa, cay thế nhở. Đây rồi, còn dân lẻ mạnh hào đây. Tóm đi. Hoàng hoàng cái ruộng ra nhanh nè. Tham lai 34 đến từ chim sẻ. Ăn đi bên này tham lai 23 và 98 vẫn đang chỉ ăn với chạy dân thôi. Mà nó bắt đầu tụ quân rồi đấy. Ở đồng rồng đấy nhá. Vâng, Hà bắt đầu sang xiên nhà của Gandhi với một vài con y khi biết rằng không xiên được sẻ nữa. Ôm sẻ đến vậy rồi đấy. Gandhi tham con 19. Đấy, rồi, 98 đã quả con gối của Gandhi rồi. Thứ anh ơi. Y nó đuổi làm sao được dân bánh xe. Thế này thì sẻ tham lai là 34 đang đốt BI của nguyên thủ Mạnh Hào và bắt đầu nở lại với những khoanh ruộng của mình. 8 thì vẫn đang đi quản dân của cái thủ Gandhi và Gandhi vẫn có chém để ngoài. Các bạn không dám đi tất tay anh em ạ. Tốt y luôn. Đấy, dân hào kìa. Đừng có dân sẽ phải nằm xuống 1 tới từ cái thủ Mạnh Hào. Đây toàn e Mạnh Hào thôi. Đấy sau vào sát mép 4 giờ có cái cây ruộng sau rừng sông này. Không là tầm này chắc vừa chỉ đạt đứng ở đó kê rồi. Đây vừa chỉ đạt đứng nhà kê. Sẻ đang lượm một vòng quanh nhà 98 để xem xét tình hình. Có quân lẻ cái là ta sẽ có ngay. Rồi đã bạn bắt đầu sang đánh sẻ rồi. Một tân quân đây 98 sẽ bắn cây ruộng này chỉ thể nào. Chạy rồi. Tham lai là 43 dành cho bài Egypt này. Đã phải dần quân về để có thể đỡ. Bây nhiêu là khoảng gần một kích tới từ 98 đẩy rồi. Nó vẫn quân ở nhà đấy nhá. Và tham lai là 41 dành cho nguyên thủ chim sẻ. Và đang kéo quân về để có thể quay tên này. Và chơi rồi. Đã vào bổ luôn. Gandhi đã bắt đầu về với những con chém mình. 7E. Phải chuẩn bị sẵn sàng với những con 7E. Không cho nó chạy. Này thì siêu này. Siêu. 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 Siêu này, vậy siêu hết gỗ. Siêu. Anh ấy đi, thế 2 đánh 1 đấy Kami ạ. Cô này. Tham lai là 41 tới từ cái chim sẻ. Gandhi hồi được không, Gandhi tham lai 18. Đây, có dân Mạnh Hào thì toàn đỡ dân ra lại bị chém. Đấy, dân đây này, dân ăn vàng nữa này. Nhậu đi anh ơi. Ôi, đừng chạy vào đây, tất nó bắt hết giờ. Cũng dân ở ngoài mà. Vâng, Gandhi đứng lại chém luôn đấy. Ôi anh. Rồi, còn một con y đến Mạnh Hào đây. Tham lai của Gandhi là 17. Đấy. Đấy, bóng y là bạn vừa lượn lợn qua đây này. Lại thả sang nhà 98. Và 17, đó là tham lai tại dành cho nhiệm vụ Gandhi. Một tên bên nhà chính của Hào ấy. Tân quân của 98 rồi bên nhà chính Mạnh Hào. Bên này thì sẽ đang có tham lai là 43 rồi. 1L2A. Vâng, đang giật quân về từ chim sẻ. Gandhi đang có chém đây, vào anh ơi. Vào, 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 vào. 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 Hút. Có phải em nào. Vâng, tham lai là 42 đi. Chim sẻ và quay hết toàn bộ đội quân này. Quân này là phòng 98, được chưa. Này thì quốc này. Nâng cấp bộ 2. Bắt được rất nhiều quân của 98. Và trận đấu này thì chim sẻ cũng là một con Egypt. Tham ta vẫn đang đè được bạn một chút xíu thôi. Gandhi có vẻ tham cũng bé rồi. Đây là máy của thủ Gandhi. Gandhi tham lai còn 10 thôi. Hào thì còn vài con y đang chạy le ve trên bản đồ không tính tiền. Đây còn 4 con y nữa lên Mạnh Hào thôi. Hào tham 5. Rồi lại chơi được con dân nữa Mạnh Hào. Đám nó bom bên này rồi. Đây là máy thủ chim sẻ với tham lai là 47. À, có lẽ là chuẩn bị phải nghĩ đến việc tăng nhà quân thôi. Tham sẻ to hơn 98 thôi. Oh,
Cảm ơn anh Chim Trời Hải Dương nhá, thank you anh. Và thắng lại là 56/72 dành cho bài Egypt này của game thủ Chim Xe. Ta có một máy game thủ Gandhi với thắng lại 13, vừa lại vào ruộng chính của đội bạn. Ok, giữ chém. Và tầm này thì sẽ ngồi phát triển lại thì 98 chắc là cũng không dậy được. Đó, công lên mặt này này. Và như vậy 98 bây giờ vẫn đang chặt gỗ 1. Này chúng ta có đầu máu rồi, đội bạn vẫn chặt gỗ 1 đi cùng với 5 con đi của thằng nào. Đó là những gì mà 98 đang có. Em tấn công tới đội bạn vào mặt 3 giờ của cái thủ Chim Xe. Y này thì Y sẽ không chiêng anh em nhá. Trở đây, giờ đầu máu đối đầu với những con Y, những con cung giờ của đội bạn. Mà 98 vẫn đang chặt gỗ 1 thôi. Thoải mái đi. Siêu đi Cami ơi. Mày siêu đi. Đã bài 53 dành cho cái thủ Chim Xe. Đang mất tay với những con Y của game thủ Vitamin Hải Phòng Mạnh Hào. Và bây giờ là những con cung giờ Egypt tới từ game thủ Vitamin Hải Phòng U98 nữa. Ta đã phải lùi lại. Và với 5 con Y sẽ khó chịu là nhất định dành cho các bạn. Và chúng ta cần phải diễn nốt 2 con Y này để quay ra bắt tân của 98. Cung giờ đầu máu kẹp với đạn đà. Đối đầu với những con cung giờ chặt gỗ 1 của 98. Và bắt đầu con Y. Còn 1 con Y nữa Mạnh Hào thôi. Và nó đã nằm xuống rồi. Bây giờ thì xin chẳng hạn có thể bắt luôn đơn quân ở 98. Tắt cung giờ kìa. Cung giờ tắt bên trong. Thoải mái để có thể đỡ tờ này luôn. Và tỷ số là 2-0 diễn ra ở trong trận đấu thứ 3. Trận đấu phải nói là rất vất vả rồi. Chim Trẻ Nắng với cái thủ Gandhi với những tình huống ôm bom, những tình huống gọi là lọ mọ đến từ cái thủ Mạnh Hào. Nhưng điều quan trọng vẫn là một chiến thắng cho chúng ta và nâng tỷ số lên 2-0 ở trong trận đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây rồi. Tỷ số là 2-0 trong C3 thì Chim Trẻ Nắng và cái thủ Gandhi. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây. Cùng chờ đợi với trận đấu.